hôm 12 tháng 4, Cục Xúc Tiến Thương mại thuộc Bộ Công Thương cho biết là bún, phở, bánh đa sản xuất từ gạo được nhập khẩu từ Việt Nam sẽ bị Ủy ban châu Âu theo dõi dư lượng thuốc trừ sâu. Cục này cho biết là Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh Âu Châu cảnh báo nếu doanh nghiệp Việt Nam không quản lý tốt dư lượng thuốc trừ sâu trên các sản phẩm bún, phở, bánh đa sản xuất từ gạo thì không loại trừ việc Liên minh Âu Châu sẽ đưa nhóm hàng này vào diện kiểm tra an toàn thực phẩm như mì ăn liền. Cũng theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ thì trong năm 2023, Liên minh Âu Châu sẽ tập trung sửa đổi rất nhiều quy định mức dư lượng tối đa thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật đối với các sản phẩm rau, củ, quả tươi và đông lạnh. Nhóm các loại hạt, điều, cà phê, chè, nhóm sản phẩm gia vị, ngũ cốc, hạt có dầu và sản phẩm động vật trên cạn, thịt các loại, trứng, sữa, mật ong, v.v. Hôm cuối tháng 1 năm 2023, thì Bộ Công Thương cho biết là Liên minh Âu Châu đã công bố danh sách kiểm soát an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, thì trái thanh long và mì tôm của Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường châu Âu tiếp tục bị kiểm tra tại cửa khẩu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Thanh long và mì tôm vẫn nằm trong phụ lục 2 với yêu cầu chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam và tần suất kiểm tra tại cửa khẩu châu Âu là 20%. Sản phẩm mì tôm Việt Nam nhiều lần đã bị Liên minh châu Âu và một số nước khác cảnh báo do chứa hóa chất bị cấm. Hôm tháng 7 năm ngoái, thì Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Đài Loan cho biết là đã tiêu hủy một số lô hàng mì ăn liền từ Việt Nam do dư lượng thuốc trừ sâu bị cấm ở Đài Loan được phát hiện trong gói gia vị của gói mì hiệu Zero Gramen. Cũng trong tháng 7 năm 2022, thì Đức, Ba Lan, Malta cũng đã gửi cảnh báo thu hồi hoặc là trả lại sản phẩm mì ăn liền hương vị gà, mì ăn liền hương vị cà ri, bánh phở nhập khẩu từ Việt Nam do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu. Cũng liên quan đến dư lượng thuốc trừ sâu, thì hôm 12 tháng 4, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cũng ra thông báo thu hồi tương ớt Việt Nam do phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đã vượt ngưỡng tiêu chuẩn gấp 10 lần. Ngoài thu hồi, thì Bộ An toàn Thực phẩm Hàn Quốc còn thông báo ngừng bán ớt của Việt Nam tại Hàn Quốc. Sản phẩm bị thu hồi là ớt Việt Nam có năm sản xuất là 2021 và 2022, được nhập khẩu từ công ty trách nhiệm hữu hạn JM Food và công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Dalim Global. Sản phẩm được nhập khẩu dưới dạng ớt đỏ đông lạnh, sấy khô và chia nhỏ để bán tại Hàn Quốc. Về phía Hàn Quốc cho biết là trong các sản phẩm này có phát hiện chất Triclosan là loại thuốc trừ bệnh được sử dụng chủ yếu trong canh tác lúa, vượt tiêu chuẩn cho phép. Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, thì năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được khoảng 4.500 tấn ớt với kim ngạch là 11.9 triệu Mỹ Kim. Thị trường chính của mặt hàng này là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, các nước Ả Rập, Ấn Độ và Nga. Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm 2023, thì kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đã đạt 3.79 tỷ đô la, đạt 2.1% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 7.6% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Nhóm hàng gia vị, trong đó có tương ớt, được thị trường này khá ưa chuộng. Văn phòng biện lý liên bang ở California loan báo, một người Việt Nam làm nghề khai thuế ở Westminster đã nhận tội tham gia đường dây gian lận thuế liên bang trị giá khoảng 3.8 triệu đô la. Hôm thứ Hai, 10 tháng 4, thì ông Anton Nguyễn, 54 tuổi, là cư dân Fountain Valley, đã nhận tội đồng lõa lừa đảo chính phủ. Theo thỏa thuận nhận tội, thì từ năm 2012 cho đến tháng 6 năm 2019, ông Anton có công ty khai thuế tên là Century Tax and Travel ở Westminster. Trong thời gian này, ông Anton và những người đồng lõa đã khai hàng trăm bộ hồ sơ khai thuế bằng danh tánh lấy cấp của người khác để lừa chính phủ liên bang hoàn thuế, khai gian tổng cộng ít nhất là 418.000 đô la. Một trong những người đồng lõa với ông Anton là ông John Trần, là cư dân Fountain Valley, từng làm nhân viên xã hội ở Orange County từ tháng 7 năm 1994 đến tháng 10 năm 2018. Ông John đã tiếp tay cho ông Anton bằng cách
lấy cấp số an sinh xã hội và thông tin cá nhân khác của khách hàng ông John. Trong số này có rất nhiều người mới nhập cư tới Mỹ. Hai ông này cùng những người đồng lõa khác đã dùng thông tin lấy cắp đó để lấy tiền của chính phủ liên bang, của tiểu bang California, của quận Orange County, cũng như những định chế tài chính khác. Tổng cộng thì ông Anton và những người đồng lõa gian lận của Mỹ ít nhất là 3.773.000 đô la. Ông Anton sẽ bị kết án vào ngày 24 tháng 7 tới đây. Ông có thể bị ngồi tù liên bang tối đa là 5 năm. Những người đồng lõa khác gồm có ông Châu Nguyễn, 69 tuổi, là cư dân Garden Grove, bà Sophie Thủy Nguyễn, 48 tuổi, là cư dân Westminster, ông Kevin Lê, 57 tuổi, là cư dân Anaheim Hills, ông Văn Quách, 43 tuổi, là cư dân Monterey Park, và ông Peter Đức Nguyễn, 63 tuổi, là cư dân Garden Grove. Mỗi người trong số này đều đã nhận tội khai thuế gian lận và sẽ bị kết án trong năm nay. Những người này có thể bị tù liên bang tối đa là 5 năm. Tháng 11 năm 2019, thì ông John cũng đã nhận tội lừa đảo chính phủ, gian lận bằng thư từ và lấy cắp danh tính người khác. Ông có thể bị kết án vào ngày 5 tháng 6 tới đây và có thể bị ngồi tù liên bang tối đa là 72 năm.